Thì đó là cái lý do thứ nhất, để đảm bảo cung cấp điện liên tục thì người ta vận hành mấy miếng áp song song, khi có sự cố thì cho phép nghỉ một máy, còn một máy còn lại nó vẫn đủ sức nó gánh cái tải. Cái lý do thứ hai để vận hành song song đó là các máy biến áp lớn vận chuyển nó sẽ khó khăn, chế tạo nó sẽ khó khăn. Ví dụ mình cần một cái biến áp dụ như là 500 mW, dụ như là 500 kW, ví dụ nó 500 kVA ví dụ, thì nếu mình sản xuất một máy 500 kVA nó quá lớn thì người ta có thể giảm xuống, người ta sản xuất hai cái máy, hai máy một máy 250 kVA cho nó vận hành song song. Thì thứ nhất là cái việc chế tạo nó sẽ đơn giản hơn, thay vì chế tạo một máy lớn người ta chế tạo hai máy nhỏ. Thứ hai là việc vận chuyển, chuyển nó đi nó dễ hơn, thay vì phải kiếm một cái xe thật là lớn hoặc là nó lớn quá mà chở cái xe không nổi thì người ta làm hai máy nhỏ, người ta sẽ dùng chở bằng xe được ha. Còn lớn quá có khi phải vận chuyển bằng tàu hỏa chẳng hạn, thì cái việc vận chuyển nó sẽ khó khăn. Thì đó là cái lý do thứ hai. Và lý do thứ ba là vận hành một cách kinh tế nhất. Thì vận hành kinh tế là khi mà hai cái máy vận hành song song thì cái việc mà thứ nhất là chi phí sản xuất nó rẻ hơn, rẻ hai cái máy nhỏ sản xuất nó sẽ rẻ hơn sản xuất một cái máy lớn. Và khi vận hành thì cái về cái tổn hao vân vân, điều phối công suất thì việc sử dụng hai máy nó sẽ dễ dễ phân bố công suất hơn. Thì đó là cái lý do, một số cái lý do để mà người ta phải vận hành song song máy biến áp. Thường thì các cái tải lớn thì thường nó sẽ cái nguồn cấp nó sẽ có hai máy song song nhau hay có khi ba máy tùy. Thì điều kiện để làm việc song song thì muốn mà gắn song song hai máy áp với nhau thì không phải cứ lấy hai cái máy nào bất kỳ gắn lại là được ha, mà nó phải đảm bảo một số cái điều kiện nhất định. Thì cái điều kiện đầu tiên quan trọng nhất đó là điện áp điện áp sơ cấp và thứ cấp của các máy phải bằng nhau. Cái này những cái ý này mấy em phải nốt lại nha mấy em. Điều kiện làm việc song song cái này là quan trọng này. Điều kiện thứ nhất đó là điện áp sơ cấp và thứ cấp phải bằng nhau, cho phép sai lệch 0,5%. Điện áp sai lệch được phép 0,5%, có nghĩa là sai lệch tí vẫn được ha. Khi lắp vào với nhau thì nó tự nó cân bằng, nhưng mà lớn hơn cái mức 0,5% ha. Ví dụ cái điện áp mình là 380V, 400V ha, coi như 400V á, điện áp ra đi ha, ra thứ cấp 400V thì sai lệch cho phép là được 2V, được 2V thôi ha. Nếu mà nó lệch quá 2V thì gắn vô nó sẽ, nói chung là nó sẽ không tốt á. Còn lớn quá nữa thì gắn vô nó gây thì sự cố và giống như nghẽn mạch vậy nha. Thì U11 và U12 bằng nhau. Một này là U1 là phía sơ cấp này ha. Một là mã là cái máy thứ nhất. U12 là máy thứ hai ha. Thì đã sơ cấp và thứ cấp bằng nhau. Rồi. Nếu mà không bằng nhau nếu điện áp mà chênh lệch lớn quá thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện gọi là dòng không cân bằng. Nó chạy móc vòng giữa hai máy. Kiểu như là nó chênh lệch điện áp thì nó tạo thành cái dòng điện nó chạy móc vòng giữa hai máy. Thì cái dòng không công bằng này nó sẽ tính bằng điện áp máy 1 trừ điện áp máy 2 chia cho tổng trở ZN là tổng trở ngắn mạch của hai máy. ZN là tổng trở ngắn mạch, là tổng trở của các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp trong sơ đồ tương đương thì nó là R1X1 và R2X2 R2X2. Thì thứ nhất, điều kiện thứ nhất là điện áp định mức sơ cấp và thứ cấp phải bằng nhau, sai lệch tối đa là 5% nữa nha. Cái điều kiện thứ hai là các máy phải có cùng tổ đấu dây. Cùng tổ đấu dây, tổ đấu dây là gì? Hôm trước thầy cũng có nói rồi ha, có mình nói về các cái cách đấu đó, đấu sao 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 tam giác rồi tam giác sao tam giác tam giác đó. Thì bốn cái kiểu đấu đó thì nó phân là 12 tổ đấu dây nhưng mà mình không có đi sâu vào cái đó. Thì nếu mà các tổ đấu dây thì điện áp các cái máy nó sẽ bị lệch pha nhau ha. Thì muốn mà điện áp nó cùng pha nhau giữa sơ cấp và thứ cấp thì phải đấu cùng tổ đấu dây dưới nha. Cái đó là điều kiện thứ hai nha mấy em. Điều kiện thứ nhất là cùng điện áp, điều kiện thứ hai là cùng tổ đấu dây. Mình nói lại mấy cái ý này ha. Rồi cái này thì cái vẽ sơ đồ khi mà tổ đấu dây, hai tổ đấu dây lệch nhau ví dụ một tổ đấu dây là sao tam giác 11, tổ đấu dây tam giác góc 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 độ điện là góc 11 ha. Cái này cái tổ đấu dây thì nếu mấy em cần tìm hiểu thêm kỹ hơn thì thầy sẽ gửi tài liệu sau. Cái phần này nó cũng đi hơi sâu rồi. Thì cái tổ đấu dây thứ mấy thứ hai mà nếu là đấu là sao sao
tổ dây 12 ha. Thì hai tổ dây này nó sẽ lệch nhau một góc là 30 độ điện ha. Thì mình nối chung nối lại thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện không công bằng ở giữa hai máy ha. Thì nó sẽ bằng cái độ chênh lệch điện áp này là chia cho tổng trở ngang mặt. Cái này thì mình biết sơ vậy thôi, gần nốt những ý chính ha. Rồi, cùng điện áp, thứ hai là cùng tổ dây ha. Điều kiện thứ ba là điện áp ngang mặt các máy biến áp phải bằng nhau. Điện áp ngang mặt UN ha, bằng nhau. À, thì à, điều kiện này nó để đảm bảo là phụ tải nó sẽ phân bố tỷ lệ với công suất của chúng. À, tại vì thường á, à, các máy biến áp á, thì cái khi mà nối chung á, thì cái máy nào à, được khi mà cái UN của máy nào nhỏ hơn á, nó sẽ phải nhận cái tải nặng hơn à, và nó sẽ bị quá tải. Còn cái máy UN lớn á, thì nó sẽ chịu ít tải hơn. Thì cái này là à, cái điều kiện về U gắn mặt này ha, là điều kiện cũng rất là quan trọng. Nếu mấy em gắn hai cái máy có cái U gắn mặt khác nhau nhiều mà, thì lúc này à, công suất nó sẽ phân bố không đều giữa hai máy, nó làm cái máy mà công suất nhỏ nó lại phải gánh tải nặng hơn, dẫn tới là à, nó một cái thì bị quá tải, một cái nó sẽ bị non tải. Rồi thì điều kiện thứ ba là điện áp gắn mặt phải bằng nhau. Nhớ ba điều kiện này không em? Thì thông thường á, thông thường cái máy này cái dung lượng nhỏ, có nghĩa là máy biến áp mà công suất nhỏ thì cái U ngắn mạch nó nhỏ, máy biến áp mà công suất lớn thì U ngắn mạch nó lớn. Và à, dung lượng nó khác nhau như vậy, cái nhỏ mà gánh tải nhiều thì nó sẽ bị quá tải nha, cái lớn mà gánh tải ít thì nó lại bị non tải ha, không có hiệu quả, làm việc nó sẽ không hiệu quả. Nên khi mình ráp chung các máy biến áp vận hành song song thì à, cái điều kiện là U N của nó trên lệch nhau không quá 10%, trên lệch không quá 10% và cái tỷ lệ về dung lượng máy là không quá 3:1, có nghĩa là một máy dụ công suất 300 thì cái máy kia công suất nó à, tối thiểu nó phải 100. Chứ nếu mà à, nếu mà nó ví dụ một máy 300, một máy có 80 chẳng hạn thì nó không có đảm bảo cái tỷ lệ thì nó sẽ à, gây cái sự chênh lệch công suất không có hoạt động, nó không có hiệu quả, vận hành nó sẽ không hiệu quả. Rồi, đó là một số cái điều kiện làm việc song song của máy biến áp. Rồi, thì phần này nói chung mình cần nhớ giùm thầy ba cái nội dung quan trọng nhất, đó là ba cái điều kiện ha. Điều kiện thứ nhất là điện áp sơ cấp và thứ cấp các máy phải bằng nhau. Điều kiện thứ hai là cái tổ đấu dây phải giống nhau ha, cùng tổ đấu dây. Và điều kiện thứ ba là điện áp ngắn mạch của hai máy nó phải giống nhau, trên lệch không quá 10% ha. Rồi, ba cái điều kiện đó mình cần nhớ. Rồi cần nhớ thêm một số cái nhỏ nữa, đó là cái lý do tại sao người ta cần vận hành song song ha. Thì nó có những cái lý do chính. Thứ nhất là để đảm bảo cung cấp điện liên tục. Thứ hai là để khi mà chế tạo các máy lớn thì nó sẽ khó khăn trong việc chế tạo và vận chuyển. Và thứ ba là vận hành nó hiệu suất nó kinh tế nhất. So với sử dụng máy lớn thì người ta có dùng nhiều cái máy vận hành song song nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, cái phần này mấy em có thắc mắc gì không? Các bạn nào có thắc mắc thì có thể để câu hỏi ha. Thầy chiếu lại ba cái chỗ mà điều kiện làm việc song song của máy biến áp vậy ạ? Cái chỗ mà chữ tô đậm thì em để ha. Rồi, điều kiện thứ nhất đó là điện áp định mức sơ cấp và thứ cấp các máy phải bằng nhau. U1 của máy 1 ha, bằng U1 của máy 2. U2 của máy 1 bằng U2 của máy 2. Có nghĩa là sơ, bằng sơ, thứ ha. Hai máy, một là mã là máy 1, hai là mã là máy 2. U1 là điện áp sơ cấp, U2 là điện áp thứ cấp. Nhớ, điện áp bằng nhau thì cả sơ và thứ nha em, cả sơ cấp và thứ cấp phải bằng nhau. Cho phép sai lệch 0.5%, dưới 1% ha. Rồi, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là cùng tổ đấu dây. Thì cái tổ đấu dây hôm trước, tại vì mình không có đi sâu ha, tổ đấu dây nó có 12 tổ đấu dây. Các em có thể lên mạng tìm hiểu về các tổ đấu dây của máy biến áp ha. Thì nó có tổng cộng là 12 tổ đấu dây được. Hôm trước thầy chỉ đưa ra 4 cái kiểu đấu thôi. Thì trong 4 kiểu đấu đó, nó phân là 12 tổ đấu dây. Thì tổ đấu dây này nó phân dựa theo cái góc lệch pha giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp nha em.
góc lệch pha giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp. Thì giữa sơ cấp và thứ cấp nó lệch nhau, nó có 12 cái độ lệch khác nhau ha. Mỗi cái mức lệch là 30 độ. Giữa các độ đấu dây nó lệch nhau một góc là 30 độ. Tại sao nó là 12? 12 giống như 12 cái thang ở trong cái đồng hồ mình á. Đồng hồ mình là một hình tròn 360 độ. Thì 12 tổ đấu dây ứng với 12 cái giờ trong đồng hồ á. Và cứ một tổ đấu dây nó sẽ lệch nhau, giữa hai tổ đấu dây á, nó sẽ lệch nhau góc là 30 độ. Gọi là 30 độ á. Thì cái này mình tìm hiểu thêm trên mạng nha em. Cái nội dung này nó ở bên ngoài nên đưa vô nhiều quá thì có thể mấy em sẽ khó khăn ha. Rồi thì nhớ là cùng tổ đấu dây là được rồi. Còn bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì phải đi tìm hiểu các cái tổ đấu dây như thế nào nha. Điều gì thứ ba là điện áp ngắn mạch phải bằng nhau, UN bằng nhau ha. Mấy 1 và mấy 2 nó phải cùng cái điện áp ngắn mạch. Rồi nhớ ba cái đó được. Để nhớ lại cái vì sao phải vận hành song song ha. Để đảm bảo tính cung cấp điện liên tục này khi mà sự cố hoặc là khi bảo trì. Thứ hai là để chế tạo nó đơn giản hơn, vận chuyển, chế tạo và vận chuyển các cái máy công suất lớn người ta để chia nó thành nhiều cái máy nhỏ cho nó vận hành song song. Điều kiện thứ ba là để đảm bảo vận hành cái tính kinh tế hiệu quả cao nhất. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi qua cái phần gọi là máy biến áp đặc biệt. Thì cái video máy biến áp đặc biệt của thầy Hiền hôm trước thầy đã gửi rồi ha. Video này là do thầy Hiền cũng trong bộ môn máy điện. Rồi thì thầy sẽ nói lại về cái nội dung này. Rồi thầy Hiền giảng rất kỹ rồi, thầy gọi là nói lại một nhắc lại một lần nữa ha. Giống như là tóm lại các cái ý chính để mình tắm cho nó sâu hơn. Lên cho nó kỹ ha, nhớ lại một phần nữa. Còn bạn nào nếu mà chưa theo dõi video, chưa xem qua video thì cố gắng mở lại xem á, hoặc là xem lại cái bài giảng cũng được. Rồi thì cái phần máy biến áp đặc biệt này thì nó mình sẽ đi vào nghiên cứu hai cái loại ha. Thứ nhất gọi là máy biến áp tự nổ, và thứ hai là máy biến áp đo lường. Thì cái phần máy biến áp đo lường mình sẽ có hai cái nội dung là máy biến điện áp và máy biến dòng điện. Thì đầu tiên nói về máy biến áp tự nổ trước ha. Thì hôm trước giờ mình nói máy biến áp á, là thầy chỉ có nói tới máy biến áp gọi là máy biến áp cách ly. Thì mình coi cấu tạo máy biến áp thì nó gồm có hai cuộn dây ha, một cuộn sơ cấp, một cuộn thứ cấp, rồi ở giữa là cái lõi sắt. Thì công suất nó truyền từ cuộn sơ cấp qua cuộn thứ cấp thông qua cái từ thông đi trong cái lõi sắt này ha, nó truyền năng lượng thông qua cái từ thông này. Thì máy biến áp như này gọi là máy biến áp cách ly. Cách ly là sao? Có nghĩa là giữa cuộn sơ với cuộn thứ nó hoàn toàn riêng biệt, hai thành riêng nhau ha. Về điện nó không có liên quan nhau hết nha em. Dòng điện bên cuộn sơ cấp nó không hề liên hệ gì tới cuộn thứ cấp hết, mà nó được năng lượng nó truyền từ sơ qua thứ thông qua cái từ trường. Ở giữa đây là từ trường ha. Từ trường nó làm cầu nối, nó chuyển năng lượng điện từ sơ sang thứ. Hoàn toàn không có một tí điện nào mà từ cuộn sơ nó lọt qua bên cuộn thứ hết, thì nó gọi là cách ly. Mình thấy hai cái nó hoàn toàn riêng biệt, nó không có chung nhau, nó gọi là cách ly ha. Rồi giữa các cuộn dây này với lõi sắt nó cũng cách điện luôn nha em. Nó không có dòng điện nó chạy từ bên này theo qua lõi sắt chạy qua đâu. Lõi bằng sắt nhưng không dẫn điện, chú ý. Có nghĩa là phía sơ và phía thứ hoàn toàn cách biệt nhau, gọi là máy áp cách ly. Được chưa? Rồi, một loại máy áp nữa nó người ta gọi là máy áp tự ngẫu. Thì cái loại tự ngẫu này nó chỉ có một cuộn dây thôi, thay vì máy cách ly nó có hai cuộn riêng biệt thì máy tự ngẫu nó có một cuộn duy nhất. Thì cả sơ cấp và thứ cấp nó xài chung cuộn dây này, nó xài chung một cuộn dây ha. Rồi thì năng lượng nó truyền từ sơ cấp sang thứ cấp nó sẽ thông qua hai con đường. Thôi nó cấu tạo trước, lát nữa thầy nói về cái truyền năng lượng sao ha. Thì cấu tạo nó khác nhau ha, bên này nó có hai cuộn dây riêng biệt, bên này nó chung một cuộn dây, chung một cuộn dây nha mấy. Rồi cuộn sơ cấp thì ví dụ nó lấy hết cuộn dây ha, cuộn thứ cấp nó lấy một nửa cuộn thôi, nó chích ra một phần cuộn dây để nó lấy cái mức điện áp khác ha. Thì mình chích cái số phần dây mà mình lấy càng nhiều thì điện áp ra nó càng lớn vậy đó. Đơn giản về cấu tạo nó khác biệt là một cái cuộn sơ cuộn thứ riêng biệt, một cái từ ngẫu thì sơ cấp và thứ cấp nó xài chung cuộn dây nha. Mấy từ ngẫu sơ cấp và thứ cấp xài chung cuộn dây ha. Rồi. Đây.
cái hình này là gọi là cái sơ đồ. Nên em nhìn mà trên ký hiệu trên bản vẽ ha, thì cái sơ cái máy là cách ly á, thì cái cuộn dây người ta vẽ hai cuộn riêng biệt, ở giữa nó có một cái loại sắt, em thấy không? À, hai cái sọc này là cái loại sắt này, hai cái đường sọc thẳng là loại sắt, rồi hai cuộn dây vẽ hai bên á, thì cái này gọi là máy biến áp cách ly. Mình nhìn ký hiệu ở trên các cái bản vẽ mình sẽ biết nó là máy cách ly ha. Rồi máy tự ngẫu thì mình nhìn bản vẽ mình sẽ thấy nó ký hiệu khác ha. Máy tự ngẫu thì mình thấy nó chỉ có một cuộn dây duy nhất, một cuộn duy nhất ha, rồi cả cái loại sắt, hai cái thanh sọc sọc là cái loại sắt ha. Rồi sơ cấp nó sẽ lấy một phần cuộn dây, thứ cấp nó sẽ lấy hết cuộn dây. Thì cái máy như thế này á, nó sẽ là máy tăng áp. Tại sao? Là phía U1 là cấp điện vô, mình ít vòng dây đúng không em? Ít vòng dây thì điện áp nó sẽ nhỏ, U1 nó sẽ nhỏ hơn U2. U2 lấy hết cái cuộn dây này thì điện áp ra nó sẽ lớn hơn U1. Thì máy như này là máy tăng áp, mình nhìn là biết tăng áp ha. Rồi, nếu mà U1 lấy hết cuộn dây á, U2 lấy cắm nữa hoặc lấy ít hơn nữa tùy nha. Nhưng mà thường vẽ cái hiệu thì người ta vẽ nữa. Thì có nghĩa là phía sơ cấp mình cấp điện áp lớn ha, thứ cấp mình lấy điện áp nhỏ ra. Máy này máy hạ ít vòng dây thì điện áp thấp hơn vậy thôi. À bên máy cách ly cũng vậy nè. À, phía sơ cấp người ta vẽ nhiều vòng dây á, phía thứ cấp người ta vẽ ít vòng dây thì mình biết là máy này là máy hạ. Càng nhiều vòng dây thì điện áp càng lớn ha. Điện áp tỷ lệ theo số vòng dây. Rồi. Thì là phân biệt giữa cái máy cách ly và máy tự ngẫu nha em. Sơ đồ trên sơ đồ đúng không? Rồi hình ảnh bên họ đó như vậy. Còn nếu thực tế ra ngoài mà nhìn một cái miếng áp, nhìn cái vỏ nó không thì mình sẽ không biết nó là máy tự ngẫu hay máy cách ly đâu nha em. Nhìn ngoài vỏ không thì không biết được. À, phải coi cái cuộn dây của nó. Hoặc là người ta phải có thông số trên cái nhãn của máy biến áp ha. Trên cái nhãn nó sẽ có thông số nó là máy tự ngẫu hay máy cách ly. Rồi. Thì cái khái niệm ha, máy tự ngẫu là máy chỉ có một cuộn dây ha. À, sử dụng chung cho cuộn sơ và cuộn thứ. Này. Hạ hạ này ha, sơ cấp nhiều hơn thứ cấp. Sơ cấp nhiều vòng hơn thứ cấp thì nó là hạ. À, sơ cấp mà ít vòng hơn thứ cấp thì nó là tăng áp. Rồi. Thì cái máy tự ngẫu á thì người ta có thể điều chỉnh điện áp á, thường người ta sẽ làm nó chế tạo nó có thể điều chỉnh được điện áp bằng cách thay đổi các cái nắp mở ra ha. À, ví dụ U1 mình cấp vào đây. À, U2 nếu mình di chuyển cái con trỏ này, con cái điểm trượt tiếp điểm á, tiếp điểm trượt á, mình di chuyển nó mà xuống dưới này á, à, dưới thấp này thì điện áp nó nhỏ ha, càng lên các nắp trên này thì điện áp càng lớn. À, thì tại vì điện áp tỷ lệ với số vòng dây ha. À, chọn vô chỗ này thì dòng số dòng dây nó ít, từ dưới đây lên đây nó ít vòng ha. Còn nếu mà chọn càng lên trên thì số vòng dây càng nhiều thì điện áp càng lớn, điện áp ra càng lớn. À, thường thì máy tự ngẫu nó sẽ có cái nắp chỉnh. Rồi đây hình ảnh cái máy biến áp tự ngẫu, nó gọi là varec, biến áp một phan, biến áp tự ngẫu một phan. À, varec. À, vari là variant là thay đổi á, AC là điện xoay chiều ha. Vary AC là gọi là máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp điều chỉnh được. Thì cái variac này nó sẽ điều chỉnh được điện áp nó ra, giống như cái sơ đồ thầy mới vẽ trước này. Như bạn thì nó thay đổi các nắp. Thì thường cái variac thì cái nắp của nó rất là mịn ha. Nó cứ mỗi nắp nó là một vòng dây ha. Bạn đi theo cái con trượt nó chạy theo trên các vòng dây này thì nó sẽ thay đổi điện áp từ từ. Từng nắp rất nhỏ, gần như là gọi là vô cấp, điều khiển vô cấp, nghĩa là điều khiển nó trơn luôn ha. Nhấp từng tí nó sẽ điện áp nó sẽ thay đổi từng ít một. Rồi, tự ngẫu biến áp tự ngẫu ba pha cũng vậy ha, thì nó có ba cuộn dây. Và có thể điều chỉnh được ha, bạn điều chỉnh các cái tiếp điểm trượt nó chạy trên các cuộn dây nó sẽ lấy điện áp ra tương ứng. Rồi, về tỷ số biến áp thì đối với máy biến áp tự ngẫu cũng như máy biến áp cách ly bình thường thôi, tỷ số K thì nó sẽ bằng U1 chia U2, bằng số vòng dây W1 chia W2. Rồi. À, số vòng dây mà tăng thì điện áp tăng, số vòng dây giảm thì điện áp giảm, cái đó là không biết rồi ha. Rồi, ưu điểm thì tại sao cái máy tự ngẫu, cái máy cách ly rồi bây giờ người ta lại nghĩ ra cái máy tự ngẫu? Thì mỗi cái nó sẽ có ưu điểm khác nhau ha. Mỗi thứ nó sẽ có ưu điểm. Cái máy cách ly á thì nó an toàn hơn. Còn cái máy tự ngẫu á thì nó lại tiết kiệm về kinh tế á.
rẻ tiền hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn. Thì mỗi cái có ưu điểm riêng ha. Rồi thì thứ nhất là máy tự ngẫu, mình chỉ cần quấn có một cuộn dây à, máy cách ly phải quấn hai cuộn ha. Máy tự ngẫu quấn một cuộn có nghĩa là mình tiết kiệm được cái dây quấn như quấn đầu. Rồi đây, đó là thứ nhất. Thứ hai là tiết kiệm được cái gọi là tiết kiệm được cái loại sắt luôn, tiết kiệm được cái loại sắt luôn ha. À thì tại sao tiết kiệm được cái loại sắt, thì thầy giải thích thế này à. Cái máy biến áp mà cách ly này ha, giả sử mấy em cần một cái máy biến áp là công suất là 10 kV, 10 kg đi ha, máy 10 kg, thì toàn bộ công suất 10 kg truyền từ nguồn phía sơ cấp này, phía sơ cấp 10 kg đưa ra thứ cấp là 10 kg ha, giả sử máy không có bị tổn hao gì nhiều ha. Rồi 10 kg mình cấp qua cái máy, thì toàn bộ 10 kg này nó phải chạy qua cái loại sắt đúng không em, năng lượng truyền từ sơ sang thứ, tất cả 10 kW công suất nó sẽ đi qua loại sắt này à. Thì mình phải dùng một cái loại sắt à, đủ lớn ha, chịu được 10 kW công suất ở dạng từ trường ha. Từ trường công suất 10 kg nó sẽ chạy trong lõi này, có nghĩa là mình phải làm một cái lõi à, công suất 10 kg để gánh à, coi như tốn 10 kg sắt đi, tốn 10 kg sắt để mình gánh cái lượng từ trường tương ứng 10 kW. Thầy nói số 10 cho nó đơn giản dễ hình dung ha. Rồi vậy là cần 10 kg sắt để làm cái lõi này, dẫn công suất là 10 kW được không? À, tại vì toàn bộ công suất 10 kW từ sơ sang thứ thì nó đi qua loại sắt hết ha, nên bắt buộc cái loại sắt phải làm chịu được 10 kW. Rồi tương tự đối với máy tự ngẫu à, máy tự ngẫu giả sử em cũng cần truyền 10 kg từ phía sơ sang phía thứ, 10 kW ha, từ sơ sang thứ, thì lúc này công suất à, nó sẽ truyền theo hai đường, nó truyền theo hai đường này. Một đường là nó truyền theo bằng à, thông qua cái từ thông ha, có nghĩa là gì à, khi mà em cấp dòng điện I1 vào đây thì dòng điện I1 nó chạy trong cuộn sơ ha, thì nó sinh ra từ trường từ thông phi, nó chạy trong móc vòng trong cái loại sắt này đúng không à, thì từ thông này nó móc vòng, nó sẽ đi, nó đi móc vòng ngược về cuộn dây và nó sẽ sinh ra à, nó sinh ra cái sức nặng cảm ứng ở trên cái phần thứ cấp này, phần còn lại của cuộn dây này ha, phần mà mình đang nối thứ cấp, thì cái phần mà từ thông móc vòng về cuộn dây á, nó tạo ra một cái phần gọi là cái sức nặng cảm ứng ở trên đoạn này, thì nó sẽ cấp nguồn cho cái tải ha, thì đó là cái phần công suất à, truyền qua thông qua cái mạch từ, thông qua mạch từ ha, có nghĩa là điện dòng nó vòng lại đây thì nó móc vòng về đây thì nó sẽ biến đổi lại thành điện ha, cấp ra cái tải, thì đó là cái phần thứ nhất, đó là phần công suất à, truyền thông qua cái mạch từ ha. Một phần công suất nữa nó truyền trực tiếp, có nghĩa là gì, dòng điện I1 nó chạy trong cái cuộn sơ cấp này à, thì nó một phần dòng I1 nó sẽ rẽ nhánh chỗ đây, nó chạy qua cuộn thứ luôn, chạy qua cái tải luôn, chạy trực tiếp từ bên sơ chạy qua tải luôn, thì cái phần công suất này là nó truyền trực tiếp theo đường à, đường điện ha, tại vì sơ cấp và thứ cấp xài chung cuộn dây, thì dòng điện I1 nó chạy trong cuộn sơ thì nó một phần nó sẽ tách ra, nó chạy qua cuộn thứ ha, thì cái phần công suất mà chạy qua cuộn thứ này á à, thì nó truyền trực tiếp theo đường điện à. Vậy thì mình thấy công suất 10 kg truyền từ sơ sang thứ, thì một phần nó truyền thông qua cái mạch từ ha, một phần nó truyền trực tiếp theo đường điện chạy thẳng qua luôn à. Thì truyền hai con đường thì à, công suất nó được chia đều ra, thực ra nó không chia đều ha, nó chia theo cái tỷ số nhất định, nhưng mà cái này mình tìm hiểu sâu, cái đó nó sẽ tìm hiểu rất sâu à. À. Thì à, một phần nó truyền qua mạch từ, một phần nó truyền thông qua trực tiếp đi qua cuộn dây từ sơ chạy sang thứ luôn, thì truyền như vậy thì cái loại sắt này mình sẽ được à, giảm tải bớt, thay vì à, 10 kg à, em truyền hết thông qua loại sắt thì bây giờ à, 5 kg nó truyền trực tiếp rồi, vậy cái loại này chỉ cần truyền thêm 5 kg nữa thì à, mua cái loại sắt 5 kg là được rồi à, tiết kiệm hơn. Thứ nhất là tiết kiệm được cuộn dây này, thay vì hai cuộn giờ còn một cuộn ha à, loại sắt thay vì 10 kg bây giờ cần cái loại 5 kg là đủ rồi, còn 5 kg nó truyền trực tiếp qua luôn. Chỉ cần 5 kg nó truyền qua mặt từ nữa là đủ 10 kg ha. Thì à, tiết kiệm về cuộn dây, thứ hai là tiết kiệm về loại sắt. À. Và tới đây các bạn nào thắc mắc nhiều không em? Nếu có thấy thắc mắc gì thì hỏi nha. À, nhiều khi thầy giảng liên tục thầy lại quên, không có dừng lại, mấy em nghe liên tục còn nhiều khi lại không hiểu mà không hỏi. Rồi, à, tiếp ha. Rồi thì cái phần công suất mà truyền từ sơ cấp sang thứ cấp à, nó sẽ thông qua hai con đường. Một là qua mạch từ, thứ hai là qua trực tiếp qua mạch cái đường mạch điện luôn, nên à, giảm được cái thiết kế cái loại sắt thì mình chỉ cần à, thiết kế nó, mình có thể thiết kế nó nhỏ đi ha à, thì cái tỷ lệ này
F là thông qua cái mặt từ á, thì nó bằng một phần U2 định mức chia U1 định mức nhân cho S định mức. Cái này công thức người ta rút ra từ các cái tính toán và các cái thực nghiệm và tính toán người ta tính ra. Thì cái công suất của cái loại xác á, chỉ cần bằng 1 trừ cho U2 định mức chia U1 định mức nhân S định mức. Rồi, giả sử như U2 nó bằng một nửa U1, có nghĩa là giảm tỷ lệ điện áp là 1 phần 2 đi ha. Ngã ra là bằng nửa, ngã vào K nó bằng 2 á, có nghĩa là máy giảm áp á, giảm đi điện áp đi 1 phần 2. Thì mình lấy 1 trừ cho 1 phần 2 thì 1 trừ cho 1 phần 2, có nghĩa là 1 trừ cho 0.5 á. Thì có nghĩa là cái công suất loại xét mình chỉ cần bằng một nửa công suất định mức của máy thôi. Máy 10kg thì mình chỉ cần cái loại xét 5kg là đủ. Đó là tiết kiệm được cái loại xét này. Rồi, một số cái ưu điểm nữa đó là về hiệu suất. Thì hiệu suất tại vì da mình dùng ít dây đồng hơn, quấn ít vòng dây hơn ha, quấn ít dây hơn, rồi loại thép lại nhỏ hơn nữa, thì nó cái tổn hao đấy ra. Hồi nãy là nói về cái chi phí rồi, ở trên nó chi phí rồi, kích thước nhỏ nhẹ, giá thành rẻ hơn, rồi, nhỏ hơn nhẹ hơn nữa, nhỏ nhẹ cũng là ưu điểm nha em. Rồi giá thành rẻ hơn, ưu điểm ha. Rồi tổn hao nó ít hơn, tại vì quấn ít dây hơn thì dòng điện nó chạy vô số vòng dây ít hơn thì nó sẽ ít tổn hao ha. Tổn hao sắt cũng ít hơn. Tại vì cái loại sắt nhỏ thì cái công suất nó ít bị tổn hao trên loại sắt hơn, tổn hao từ trễ rồi trên loại sắt hay không ha. Nên hiệu suất của cái máy tự ngẫu nó sẽ cao hơn so với máy cách ly. Rồi các cái điện kháng gọi là cái từ thông tản đúng không, thì nó cũng giảm đi ha, giảm đi. Tại vì cái phần công suất nó truyền trực tiếp đi, nó không có phải qua mặt từ, giảm bớt với cái tổn hao từ tản trên cuộn dây. Rồi, đó là cái ưu điểm ha, ưu điểm của máy tự ngẫu. Sau máy cách ly thì nó có một số ưu điểm về tính kinh tế ha. Hầu hết là về tính kinh tế, nó rẻ hơn, nhẹ hơn rồi, giá thành thấp, ít tổn hao hơn, nó thuộc về tính kinh tế. Rồi, nhưng mà nó lại có nhược điểm ha. Nhược điểm đối với cái máy tự ngẫu á, so với máy cách ly á, tại vì sơ và thứ nó nối chung á, thì giữa sơ và thứ cấp nó sẽ có cái sự liên hệ về điện á. Thì trong một số trường hợp sự cố á, ví dụ như sự cố về sét lan truyền, thì khi mà có hiện tượng sét đánh á, thì các cái cuộn dây này nó cảm ứng cái sức động từ cái từ trường của da sét á, nó sinh ra sét lan truyền chạy trong các hệ thống điện á. Đối với hệ thống điện, người ta rất là sợ cái hiện tượng gọi là sét lan truyền trong hệ thống. Sét đánh một cái, không cần đánh vô trúng đường dây điện nữa nha mày, đánh ở gần cái trạm biến áp thôi. Khi đánh sét gần trạm biến áp thì cái từ trường, khi mà dòng điện sét rất là lớn thì nó sinh ra cái từ trường rất lớn. Cái cảm ứng từ trường đó nó quét qua cái vòng dây của máy ngáp này. Máy ngáp, các cái trạm biến áp thì cái vòng dây máy ngáp rất là nhiều ha. Nó cảm ứng lên cái sức động rất là lớn trong các cái vòng dây này. Thì nếu mà máy mà tự ngẫu á, cái cuộn sơ cấp nó nhiều này, nó cảm ứng cái điện áp lớn là nó phóng qua cuộn thứ cấp thì nó gây nguy hiểm ha, phía thứ cấp. Thì người ta phải để tốn cái chi phí gọi là cái chống xét khoan. Nếu máy tự ngẫu á, máy cách ly thì sơ cấp thứ cấp nó cách ly thì cái cảm ứng ở trên cái cuộn thứ cấp, cái cuộn sơ cấp nhiều vòng dây, nó không có truyền trực tiếp qua thứ cấp được. Nhưng máy tự ngẫu là nó truyền qua thứ cấp luôn rồi. Nó gây cái nguy hiểm cho cái phía thứ cấp. Rồi. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái gọi là cái nhược điểm thứ nhất ha, phải có cái chống xét quang ở cái máy tự ngẫu ở hai đầu luôn, sơ và thứ. Rồi thứ hai là cái dòng nhãn mạch của cái máy tự ngẫu nó lớn tại vì điện kháng nó có một cuộn dây thì điện kháng nó nhỏ hơn so với máy cách ly ha. Thì nếu mà có sự cố nhãn mạch thì cái máy tự ngẫu cái dòng nhãn mạch này lớn hơn cái máy cách ly ha. Dòng nhãn mạch mà lớn thì cái nguy cơ, cái rủi ro lớn hơn ha, cái sự cố nó sẽ nguy hiểm hơn. Rồi cái máy tự ngẫu nó không có tính năng chống giật thì cái máy cách ly á, máy cách ly nó được nó có khả năng cách ly giữa sơ cấp thứ cấp á. Thì khi mình nếu mình chạm vào phía thứ cấp á, phía điện áp thấp á, thì mình hoàn toàn cách ly so với phía sơ cấp. Sơ cấp là phía điện áp lưới phía điện áp cao. Thì nếu mình chạm vào phía thứ thì mình, nếu máy cách ly thì không vấn đề gì á, nếu chạm một dây không vấn đề gì. Nhưng mà máy tự ngẫu mình chạm vào phía sơ thì chạm vào phía thứ cấp thì cũng đồng nghĩa là mình đang chạm vào phía sơ cấp, là phía điện áp cao, đúng không? Nếu có sự cố thì cái máy
tự ngẫu nó không có khả năng chống giật ha. Thì nếu mà em học môn an toàn điện á, lớp mình là chắc cả học môn an toàn điện rồi, lý thuyết về an toàn điện có học rồi ha. Thì mình sẽ biết là trong các cái phương pháp bảo vệ thì nó có bảo vệ bằng máy biến áp cách ly, đúng không? Bảo vệ về an toàn điện á, các phương pháp an toàn điện, bảo vệ an toàn điện thì nó có phương pháp là dùng máy biến áp cách ly. Thì máy biến áp cách ly nó có chức năng cách ly điện áp á, nó giúp bảo vệ an toàn. Còn tự ngẫu nó không có khả năng này, không có cho không an toàn vậy ha. Thì đó là cái nhược điểm của máy áp tự ngẫu ha. Rồi ứng dụng thì trong thực tế thì cái máy tự ngẫu nó ứng dụng rất là nhiều ha. Hầu hết các máy biến áp trong thực tế là dùng máy biến áp tự ngẫu. Tại vì sao? Nó rẻ, rẻ ha. Chi phí nó sản xuất nó thấp. Thì người ta lúc nào người ta sử dụng, người ta cũng đặt cái tính kinh tế lên trên ha. Rẻ tiền cũng dễ xài, nó tiết kiệm chi phí ha. Nhưng mà nếu một số cái thiết bị mà cái yêu cầu cao á, ví dụ các thiết bị về y tế, các thiết bị trong thí nghiệm hoặc là các thiết bị âm thanh, thì người ta nên dùng máy biến áp cách ly để nó, thứ nhất là nó an toàn. Các thiết bị y tế ví dụ như các cái máy máy thở hay máy trợ tim gì đó, mà nếu mà dùng máy áp tự ngẫu mà không an toàn, ví dụ nó có cái sự cố gì đó, nó cái rò rỉ dòng điện phía cao áp qua thì nguy hiểm cho người sử dụng ha. Hoặc là các thiết bị âm thanh, thiết bị âm thanh thì nó dùng máy tự ngẫu thì nó sẽ bị nhiễu ha, nhiễu từ điện áp phía lưới điện qua ha, thì nó làm cái âm thanh nó sẽ không có được hay bằng dùng máy cách ly. Máy cách ly thì cái nó chống nhiễu tốt hơn, thì cái âm thanh nó chất lượng nó sẽ tốt hơn ha. Nói chung một số cái thiết bị khá yêu cầu cao thì nó mới dùng máy cách ly thôi, còn hầu hết ha, hầu hết là dùng máy tự ngẫu. Máy tự ngẫu nó rẻ tiền, rẻ tiền rồi nó hiệu suất nó cao nữa, nó nhỏ gọn hơn nữa, nói chung là nó nhiều ưu điểm ha. Rồi thì ứng dụng thực tế như cái máy trong phòng thí nghiệm, nó dùng cái VRF để nó làm cái bộ biến đổi điện áp để mình cấp cho các cái thiết bị thí nghiệm ha, điều chỉnh điện áp cấp vào thiết bị thí nghiệm. Thì cái này mấy em sau này học cái môn thực tập máy điện ha, tập máy điện nó sẽ có dùng cái vai rác này để thực hiện cái thí nghiệm máy áp. Mình sẽ thực hiện thí nghiệm máy áp. Rồi trong thực tế các cái máy biến áp mà sử dụng ở các cái máy biến áp điện lực các máy biến áp điện lực công suất lớn nó cũng dùng máy tự ngẫu ha. Tại vì nó rẻ tiền ha. Nếu mà mấy em chế tạo cái máy áp như thế này, nếu mà chế cái máy cách ly á thì giá thành nó gấp đôi lần ha. Ví dụ cái máy biến áp này 10 tỷ ha, nếu mà chế máy cách ly nó lên 20 tỷ ha, chi phí nó đội lên rất là lớn. Nhưng mà lại không cần thiết ha, nó lớn lên nữa, cái máy cách ly nó sẽ to hơn ha, nó to gấp sắp rưỡi cái máy này nữa, vận chuyển nữa khác, nói chung là nhiều vấn đề ha. Người ta dùng máy tự ngẫu trong điện lực, các cái máy biến áp công suất lớn hầu hết là dùng máy tự ngẫu ha. Cũng có một số nơi, có một số máy nó sẽ dùng máy cách ly tùy vào cái điều kiện yêu cầu, cái vị trí công việc của cái máy biến áp, nhưng mà hầu hết thì người ta dùng máy tự ngẫu ha. Rồi tiếp theo mình nói về máy biến áp đo lường. Nãy giờ này nói liên tục, em có thấy mệt mỏi gì thì nghỉ giải lao một tí cũng được, giải lao khoảng 3 phút đi. Trong lúc này các bạn nào có thắc mắc, các bạn nào có thắc mắc gì các cái nội dung trước không? Nếu có thắc mắc gì thì hỏi ha. Để thầy uống miếng nước, nó nói nãy giờ mỏi khát nước quá. Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi cho em. Thực ra nếu mình coi kỹ video rồi thì coi qua lần rồi thì giờ nói lại cũng dễ hiểu, không có gì khó đâu. Rồi thì mình nhớ cái phần vừa rồi máy biến áp tự ngẫu á, thì cần nhớ một số thứ á. Thứ nhất là cái cấu tạo nó khác biệt như thế nào, nó chỉ có một cuộn dây thay vì hai cuộn như máy biến áp cách ly ha. Thứ hai là nó có một số cái đặc điểm ha, về cái gọi là cái ưu nhược điểm á. Về cái về truyền công suất từ sơ cấp sang thứ cấp thì máy tự ngẫu nó truyền theo hai đường ha. Một đường là truyền trực tiếp qua cái dòng điện từ cuộn sơ nó chạy thẳng qua cuộn thứ luôn, tại vì nó chung cuộn dây. Thứ hai là nó truyền qua mạch từ, nhờ đó nó tiết kiệm được cái chi phí về mạch từ ha, giảm được chi phí mạch từ. Cuộn dây thì có một cuộn giảm chi phí cuộn dây nữa, đó ưu điểm ha. Rồi nhược điểm thì vì nó không có cách ly giữa sơ thứ nên cái việc nó
nếu mà một số cái thiết bị mà cần cái độ an toàn cao á, ví dụ như cái thiết bị y tế á, hoặc là những cái thiết bị cần chính xác á, chống nhiễu á, ví dụ như trong thí nghiệm hoặc là trong các thiết bị âm thanh, thì nó sẽ dùng máy cách ly để nó đảm bảo các điều kiện về cách ly điện áp sơ cấp thứ cấp. À, nhớ số cái ý chính thôi chứ cũng không cần phải nhớ hết đâu. À, nói chung cái nào mình nhận thấy nó quan trọng thì mình ghi chú nó lại, lưu tâm nó tí mình sẽ nhớ. Rồi, tiếp nha. Tiếp tục. Cho nó kết thúc cái nội dung này. Ngày mai mình sẽ đi qua cái nội dung về máy điện đồng bộ, máy điện không đồng bộ. Rồi. Lát nữa thầy sẽ đăng cái video lên luôn. Để mình tối hay là sáng gì đó mình coi qua cái video trước rồi chiều mai mình học cho nó dễ nhớ lắm. Rồi, tiếp theo nói về máy biến áp đặc biệt. Thì máy biến áp đặc biệt mình thứ hai đó là máy biến áp đa lượng. Rồi, thì nó có hai loại là máy biến điện áp và máy biến dòng điện. Thì máy biến điện áp á, nó gọi là máy biến điện áp. Thì cái tên đó là thường á mình voltage transformer hoặc là potential transformer. Thì hai tên tiếng Anh á thì người ta sẽ viết tắt nó là VT hoặc là BT. V là volt này ha, T là transformer, B là potential, T transformer. Thì hai cái tên tiếng Anh á thường viết là VT BT. Ký hiệu ha, thường nó viết tắt là vậy. Còn về Việt Nam mình thì nó sẽ viết thành là TU ha, T là transformer, U là điện áp ha, hoặc là BU, B là biến ha, viết tiếng Việt là chữ biến ha, biến biến điện áp BU ha. Thì sau này ra đi làm em sẽ gặp những cái tên gọi này nha mấy em. Ra người ta nói cái BT, người ta nói cái TU, TU không biết nó là gì hết, nhớ nó là cái máy biến điện áp. Thì cái này là biến áp dùng trong đo lường nha, nó mới dùng cái tên này nha mấy em. Biến áp dùng trong đo lường thì nó sẽ dùng là VT hoặc BT hoặc là TU hoặc là BU, đây là cái tên gọi dùng máy biến áp dùng trong đo lường á, gọi là máy biến điện áp. Cái này để dùng để phục vụ cho các cái thiết bị đo điện áp, nó sẽ biến đổi điện áp xuống cho các thiết bị đo điện áp đo vừa phù hợp với các thiết bị đo điện áp. Rồi, thứ hai là máy biến dòng, nó gọi là current transformer, thì nó viết tắt là CT hoặc là khi nó viết tắt là TI hoặc là B. TB là tiếng Việt ha, còn tiếng Anh thì nó viết tắt là CT nha mấy em, CT ha, CT, còn tiếng Anh CT, BT, BT, CT, thường là mấy em sẽ gặp cái chữ BT, CT trong tiếng Anh ha, còn tiếng Việt nó thường là nó là TU, TI, TU, TI, hoặc có khi là BU, B. Rồi sau này gặp mấy cái tên đó thì nhớ nó là cái gì nhá. Rồi thì đây là cái hình trong thực tế mấy em có thể gặp ha. Cái trên trụ điện nó sẽ có một số cái thiết bị nó gắn như thế này. Thì trên cùng này là cái chống xét van. Rồi dưới này là cái T cái đa dòng ha, cái biến dòng. Ở dưới này là cái biến biến áp ha. Biến áp đo lường cái TU. Rồi. Thì nó để nó cấp xuống dưới đây, nó cấp cho các cái đồng hồ đo bên dưới ha, các cái thiết bị đo hoặc là các thiết bị bảo vệ, các relay bảo vệ bên dưới nó sẽ vận hành nhờ vào cái thông số từ điện áp và dòng điện ở trên này đưa xuống. Một số cái hình ảnh nha. Mình qua đi vào cái máy biến điện áp trước ha, VT ha. Thì đây hình ảnh cái biến áp, cái gọi là cái biến áp trung thế ha. Cái biến áp đo lường ở trung thế, thì cái loại trung thế thì nó hình dạng nó như này, và nó sử dụng cái kiểu gọi là kiểu cảm ứng điện từ, có nghĩa là giống như cái máy móc bình thường á, nó có loại sắt rồi các cuộn dây quấn bình thường. Còn cái loại thứ hai là cái loại dùng ở cao áp, loại này thì nó dùng cái gọi kiểu gọi là tụ phân áp, thì cấu tạo nó sẽ khác khác cái máy biến áp thông thường của mình. Đã, chức năng của cái máy biến điện áp đó là biến đổi điện áp ở cuộn sơ cấp sang điện áp thấp ở cuộn thứ cấp. Thì thường á, ví dụ như cái đường dây của mình điện thế nó tới vài chục kV hoặc là cả trăm kV ha, mình không thể nào mình kéo xuống mình cấp vô cái đồng hồ đa nó cháy liền ha, chịu không nổi. Thì người ta sẽ thông qua cái biến điện áp này ha, máy biến áp nó sẽ giảm cái điện áp xuống về cái mức tiêu chuẩn ha, từ 100 tới 110V đưa vào cái đồng hồ đa, hoặc là nó đưa vào các thiết bị relay bảo vệ ha, cái relay bảo vệ. Rồi
Thứ hai chức năng đó là cung cấp cái điện áp thừa công để báo chạm cấp khi cao thế. Thì cái nói chung cái này nói chung là mình hiểu đơn giản là nó khi có sự cố chạm đất thì cái này nó sẽ đưa một cái tín hiệu, cái biến điện áp này nó sẽ đưa một tín hiệu về cái relay để nó cách sự cố. Rồi thì cách cái thứ ba là nó cách ly giữa sơ cấp điện áp cao với cái thiết bị đo ở thứ cấp để người vận hành an toàn ha. Tại vì mình vận hành ở dưới mình đo kiểm ha, ví dụ mình là nhân viên điện lực mình muốn đo điện áp đường dây thì không thể nào mình leo lên trụ mình đo trực tiếp được ha, phải thông qua cái miếng ngắt nó hạ điện áp xuống dưới mình ở dưới mình đo ha. Rồi về cái nguyên lý làm việc cấu tạo nguyên lý thì nó tương tự, thầy không nói lại nha, cái này nó tương tự cái máy biến áp bình thường ha, không có gì khác hết, hoàn toàn tương tự giống 100% ha. Rồi để là cái công suất của cái máy biến áp thì nó nhỏ, cái máy biến điện áp ha, máy biến áp đo lường á thì công suất nó là nhỏ, nó chỉ khoảng vài trăm VA thôi. Bình thường một cái máy biến áp lực thì nó có thể tới hàng trăm kVA, trăm kVA có nghĩa là nó gấp cả ngàn, cả hàng chục ngàn lần so với cái máy này, nó gấp cả triệu lần chứ, gấp hàng triệu lần đó. Máy này công suất rất là nhỏ, nó chỉ cần nó cấp điện áp cho một số cái relay hoặc là nó cấp điện đủ để đo, để cho cái đồng hồ đo nó đo được thôi, nó không có cần công suất lớn. Rồi lưu ý là máy biến áp bình thường ha, cái biến áp này nó sẽ làm việc ở chế độ gần như là không tải, gọi là hở mạch chế độ không tải, tại vì cái đồng hồ đo mình cái điện trở rất là lớn, cái đồng hồ đo điện áp các cái thiết bị đo điện áp điện trở rất là lớn nên gắn vô thì vẫn coi như nó hở mạch rồi. Thì không được phép nối ngắn mạch thứ cấp của cái máy biến điện áp này của em. Nếu mấy em nối ngắn mạch nó thì dòng ngắn mạch nó sẽ rất lớn, dòng ngắn mạch sẽ rất lớn và nó sẽ làm cháy cái máy biến điện áp này. Người ta thiết kế nó có trở kháng, nó có trở kháng mạch ngoài rất là nhỏ, nó gọi là trở kháng mạch ngoài lớn. Nếu mình nối tắt thì gần như trở kháng nó bằng không, thì nó sẽ dòng nó sẽ rất lớn và nó sẽ cháy cái biến điện áp này. Nói chung máy áp bình thường mình ngắn mạch lại là dòng rất lớn, nó sẽ phá hủy cái cuộn dây từ cái máy biến áp. Rồi thì đó là cái chế độ làm việc bình thường, máy biến điện áp nó sẽ làm việc ở chế độ hở mạch, đúng ý nha, có nghĩa là gắn với cái đồng hồ đo vôn á, nó coi như là hở mạch. Rồi so sánh ha, cái so sánh giữa hai cái máy biến áp, máy áp điện lực thì công suất rất là lớn ha, máy biến áp đo lường công suất rất nhỏ, kích thước cái lớn cái nhỏ. Rồi thứ cấp có nhiều cấp điện áp, còn máy biến áp đo lường thì thứ cấp nó chỉ có cái mức điện áp chuẩn thôi, 110 V, mức để phù hợp với cái đồng hồ đo người ta ra cái mức chuẩn luôn ha. Rồi đây là cái sơ đồ, gọi là sơ đồ cấu tạo và cách đấu ha. Thì khi đấu vào máy biến áp thì cuộn sơ cấp mình đấu vào phía dây nguồn ha, này sơ cấp mình đấu vào phía cái nguồn điện áp cao này, cái tải này phía này dòng điện nó chạy trên đường dây ha, thì đa giữa hai dây này là chính là điện áp đường dây ha, điện áp giữa hai dây ha. Một đầu nối vào một dây pha, đầu nối dây trung tính, thì điện áp cấp vô này chính là điện áp dây, giả sử như đây là mạch ba pha thì đây điện áp dây ha. Rồi thì phía dưới này mình sẽ cấp vào cái đồng hồ đo vùng kế ha, okay. Chỗ này là vùng kế nha em, chỗ này mà gắn AME kế vô là cháy cái máy biến áp ha. Cái này là cái máy biến áp dùng để đo điện áp, gọi là máy biến áp đo lường ha, gọi là máy biến điện áp. Chỉ chỗ này gắn vôn kế chứ không được gắn AME kế ha, gắn AME kế vô là máy biến áp ha. Rồi thì cái sơ đồ mà nếu mà trên sơ đồ bạn vẽ thì người ta sẽ vẽ cái hiệu dưới này, đây cuộn sơ cấp này, cuộn thứ cấp này ha, cuộn sơ là đấu vào cuộn ha, đấu vào hai dây nguồn, cuộn thứ là đấu vào đồng hồ đo, phía này điện áp cao, phía này điện áp thấp. Rồi lưu ý cực tính trên cái PT á, trên cái biến điện áp á, thì nó sẽ có các cái đầu cực tính thì mình đấu cho đúng đấu đúng cực tính. Nếu mình đấu sai cực tính á, thực ra nếu mà em đấu sai cực tính thì cái sơ cấp thứ cấp nó sẽ có cái độ lệch pha,
Ví dụ nếu mà ba pha mà bên đấu sai cái cực tính á, thì nó sẽ lệch pha giữa các cái điện áp sơ cấp thứ cấp. Thì nếu mà mình các thiết bị đo mà nếu bị lệch pha thì nó sẽ cho kết quả nó bị sai anh em, sai kết quả. Còn đo công suất mà nếu mà em lệch pha điện áp, lệch pha dòng điện thì nó sẽ bị sai kết quả công suất chẳng hạn. Thì lưu ý là đấu cho đúng các cái cực tính á, các cái đầu cực tính nó sẽ có đánh dấu cộng hoặc là dấu sao, mình đấu cho đúng rồi. Ngay hình ảnh một số cái mình qua biến dòng rồi, cái này giờ qua biến dòng cho em. Đây là một hình ảnh một số cái biến dòng. Cái này là biến dòng ở cái mức điện áp cao này. Điện áp cao thì mình thấy cái cột nó rất là dài ha, cách điện, cách điện xứ, cách điện nó dài. Biến dòng này biến dòng trung thế, biến dòng trung thế 35 tới 22 tới 35 kV. Rồi, này là biến dòng hạ thế. Cái này thì mấy em sẽ gặp rất là nhiều ha, học đo lường hoặc là trong thực tế sau này làm ở nhà xưởng ha, thì gặp rất nhiều cái này. Rồi cái ampe kèm, ampe kẹp ha, cái này nó cũng là một dạng máy biến dòng ha. Cái kèm kẹp này chính là cái biến dòng ha, kẹp vô cái dây dòng điện nó đi, dòng điện đi trong dây dẫn xuyên qua cái vòng này thì nó sẽ cảm ứng dòng điện trong mạch từ và mình sẽ đo được ha. Rồi, chức năng biến dòng ha, chức năng CT thì nó biến đổi dòng điện từ giá trị cao xuống giá trị thấp phù hợp với đồng hồ. Rồi đây là cái sơ đồ đấu cái biến dòng đó. Thì giả sử mình cái dòng điện tra tải là cái dòng ở trên cái đường dây màu đỏ lớn này ha, giả sử dòng nó tới 100 A đi, 100 A này nếu đưa vô đồng hồ cái cháy cái đồng hồ liền, hoặc không đưa trực tiếp được thì mình sẽ thông qua biến dòng, dòng 100 A này qua cái biến dòng này thì nó đưa ra cái dòng điện chỉ khoảng 5 A thôi, 5 A cấp vô cái đồng hồ này. Thì đồng hồ đo được xong mình sẽ nhân tỷ số thì nó sẽ ra được cái dòng điện trên đường dây. Biến áp cũng vậy nha em, biến áp vậy ha. Mình đo cái điện áp thấp ở ngã ra nhưng mà mình phải nhân cái tỷ số, nhân cái tỷ số của cái biến áp đó. Biến dòng cũng vậy, nó sẽ có tỷ số biến dòng ha. Mình đo cái dòng ở cái ngã ra rồi nó nhân tỷ số biến dòng sẽ biết được cái dòng ở trên cái đường dây chính này ha. Rồi, nguyên lý đây. Mình nhìn cái sơ đồ này cái biến dòng á thì nó chỉ có một cuộn dây thôi nha mấy em. Biến dòng mình thấy nó chỉ có cuộn dây ha, cuộn dây thứ cấp nó quấn trên cái mạch từ, dây cuộn sơ cấp đâu, cuộn sơ cấp chính là cái dòng điện ở trên cái dây dẫn chính này. Cái dòng điện dây dẫn chính nó đi xuyên qua cái vòng mạch từ này ha, mạch từ kín này, thì cái dây dẫn nó xuyên qua mạch từ nó sẽ cảm ứng cái từ thông ở trên cái mạch từ này. Có nghĩa là biến dòng á thì cái cuộn sơ cấp nó là cái dây dẫn chính này, nó chỉ có đi xuyên qua một cái, có nghĩa là tính là một vòng dây cho em, đi xuyên qua này là tính là một vòng dây. Còn trên cái mạch từ này thì nó sẽ quấn nhiều vòng ha. Thì khi dòng điện đi một chạy trong cái dây dẫn này thì đi xuyên qua cái mạch từ thì nó sẽ cảm ứng cái từ thông phi trên mạch từ ha. Từ thông phi này móc vòng qua cuộn thứ cấp, nó sinh ra dòng điện cảm ứng I2 trên cuộn thứ cấp, nối với cái bị kế đo được dòng điện ha, I2 ha. Thì mình sẽ nhân với tỷ số biến dòng là sẽ ra sẽ suy ra được cái dòng điện I1. Rồi thì đối với biến dòng á thì cái chế độ vận hành của nó là chế độ ngắn mạch, đúng không? Có nghĩa là phía bên này nè, mấy em phải gắn cái ampe kế vô. Ampe kế điện trở rất nhỏ nha mấy em. Ampe kế điện trở gần như bằng không á. Mình học đo lường mình biết rồi. Ampe kế điện trở gần như bằng không. Thì mình nối đa vô đây thì nó giống như ngắn mạch kiểu như thứ cấp á. Nếu không nối ampe kế thì mình phải lấy cọng dây mình nối lại ha. Tại vì nếu mà vận hành mà không phía thứ cấp mà không mà để hở mạch á, mình không có nối lại á, mà cái dòng điện chạy trong phía dây sơ cấp này, cái dòng chạy trong cái đi xuyên qua thì cái biến dòng này nó sẽ bị hư nha mấy em. Nó gọi là nó bị gọi là phá hư cái cách điện, tại vì nó cảm ứng cái sức nặng rất là lớn ở trên cái cuộn dây này. Nếu mình không nối tắt nó lại là nó gọi là giống như là nó bị hư cái cách điện ha, cháy cái cuộn dây, cháy cuộn dây nha. Nhớ nha, biến dòng nó ngược biến áp ha, thứ cấp phải nối ngắn mạch lại, nối ngắn mạch lại hoặc là nối cái ampe kế vô ha. Nếu mà không nối gì hết mà để hở ra là cho dòng điện chạy qua đây là tiêu cái biến dòng rồi, chú ý để sau này ra nữa gặp không biết sử dụng hư ha. Nè, cái này là lý giải thôi, tại sao phải hở không được hở mạch ra. Nếu mà hở mạch á, thứ nhất là cái từ thông cảm ứng ở trong cái cuộn sơ cấp đó, nó lớn đó, nó gây ra
từ thông phi 1 là do cái dòng điện trong cuộn sơ nó gây ra bão hòa mạch từng. Tại vì không có từ thông phi 2 cuộn I2 cuộn thứ cấp hở mạch này, thì trong cái cuộn dây nó sẽ không có từ thông phi 2 chống lại cái từ thông phi 1 của cái dòng điện trong phía dây dây dẫn chính à. Thì nó dẫn tới là bão hòa mạch từng, làm nóng mạch từng. Rồi, thứ hai là nó cảm ứng lên cái sức động rất lớn ở trên cuộn dây này, nó gây hỏng cách điện, phá hỏng cách điện cuộn dây. Thì đó là cái nguyên nhân á, tại sao phải nối gắn mạch cái cuộn thứ cấp của cái biến dòng. Nhớ nha, biến dòng mà xong này ra làm thì nhớ gặp cái biến dòng thì nếu mà đấu nó vô ta gắn vô đa dòng thì nhớ gắn AMP kế vô ha. Và nếu không gắn AMP kế thì phải nối gắn mạch lại, không là nó cháy biến dòng ha. Rồi, thứ cấp có thể cái phía thứ cấp nối mua đắp để đảm bảo an toàn ha. Thường thì nói chung nó sẽ có nối đắp các cái thiết bị để đảm bảo an toàn, nó sẽ có nối đắp. Rồi, tỷ số biến dòng. Tỷ số biến dòng thì trên cái biến dòng nó sẽ có một cái nhãn ha, nó gọi là cái nhãn biến dòng, thì trên đó nó sẽ có cái tỷ số ha. Ví dụ ở đây tỷ số nó là 100/5, có nghĩa là gì? Phía sơ cấp cái dòng điện trên nhánh chính á, trên dây dẫn chính 100 A, thì cái ngã ra biến dòng nó sẽ là 5 A. Nếu phía này thay đổi ví dụ nó lên 110 thì bên này nó sẽ lên 5,7 A ha, 5,5 A, lên 5% lên 10%, thì cái này cũng lên 10% tương ứng ha. Thì cái nó đưa về cái mức dòng điện chuẩn là 5 A. Thay đổi gì phía sơ thì phía thứ nó sẽ thay đổi tương ứng, mình sẽ biết được. Thì thường biến dòng thì cái ngã ra chuẩn nó là 5 A, hoặc một số loại thì nó ra 1 A. 5 A là thông thường ha. Thì khi mình sử dụng mình đa thì mình chọn biến dòng cho phù hợp nha em. Ví dụ dòng điện trên đường dây, ví dụ nó là ví dụ như dòng điện trên đường dây nó là khoảng 220 A, ví dụ 210 A chẳng hạn, thì mình dùng biến dòng 200/5 này. Mình ước lượng cái dòng điện trên cái hệ thống rồi mình mới dùng biến dòng phù hợp nha em. Chọn loại phù hợp. Biến dòng thì nó có các cái cấp chính xác. Đối với cái biến dòng mà dùng đa lường á, sử dụng đa lường á, thì cái cấp chính xác nó là 0,2, 0,5, 1. Thì 0,2 đứng với sai số là 0,2%. Đúng không? Tùy cái mức điện áp này, nó có thể thay đổi, nhưng mà thông thường á, cái cấp chính xác là 0,2 này á, là ứng với 0,2%, độ chính xác khá là cao ha. Hoặc là 0,5 là ứng với 0,5%. 1 là ứng với sai số 1%. Còn đối với các cái máy biến áp mà cái dùng để bảo vệ, biến dòng dùng bảo vệ, cái cuộn bảo vệ thì nó sẽ ký hiệu là 5B10, hoặc 5B20, 10B20 vậy đó. Thì ở đây có giải thích ha, 5B20 có nghĩa là gì? Dòng điện qua CT tăng lên 20 lần thì dòng điện định lên mức nó có thể sai số 5%. Rồi, đó là một số cái vấn đề về cái biến dòng. Thêm bên đây. Đây là cái sơ đồ đấu ha. Thì biến dòng mình thấy ha, cái dây chính đó, nó chạy qua biến dòng nó chỉ có một vòng duy nhất thôi, chạy xuyên qua bị chặn luôn ha. Phía thứ cấp thì nó có nhiều vòng dây và nó nối với AMK, có thể nối đắp bảo vệ. Rồi sơ đồ ký hiệu, đây ký hiệu trên cái sơ đồ này. Thì lưu ý cái ký hiệu của biến dòng trên sơ đồ mấy em thấy nó chỉ có một cái cuộn dây thôi nha mấy em, đã khác cái biến áp cái ký hiệu biến dòng này, nhìn phân biệt ký hiệu biến áp với biến dòng. Biến dòng nó chỉ có một cái cuộn mà cuộn thứ cấp thôi, cuộn sơ cấp là nó chính là cái dây dẫn luôn, cái dây điện chính này là cuộn sơ ha. Rồi cái này nối với AMK. Rồi đối với dòng nó cũng cần quan tâm tới cực tính nha em. Cực tính nó sẽ có ký hiệu là B1 B2 cái 1 cái 2, hoặc là ký hiệu là KL phía sơ phía thứ. Đây ở trên cái hình này nó hơi mờ KL thì chiều mình sẽ tra dòng điện nó chạy từ K qua L K qua L ha, đầu K đây. Dòng điện đi từ phía K chạy xuyên qua phía L, chạy đúng chiều ha. Rồi cực tính B1, B2 nối cho đúng, B1, B2 nối cho đúng vào cái thiết bị đo hoặc là vào relay ha. Rồi thì đó là cái hình ảnh cái biến dòng ha, cách cực tính đó. Này nó hơi mờ tí. Rồi đây là cái hệ thống đo 3 pha. 3 pha này xuống cái tải này thì cái biến dòng nó cũng có 3 pha ha, các bạn cái nhầm vào phải nó đưa vào cái thiết bị đó ha. Đây cái sơ đồ đó thôi. Rồi thì đó là cái tóm lược lại cái bài giảng video trước, tóm lược lại.
đó là lần ha. Rồi thì bạn nào có thắc mắc gì về cái nội dung của cái phần mấy ngáp đặc biệt này không? Nếu các bạn nào thắc mắc thì hỏi nha. Rồi, à, nếu không có thắc mắc gì hết thì chờ tới thời điểm danh cái là nghỉ. À, thầy sẽ đăng cái video lên cái phần cái nội dung phần ngày mai mình sẽ học qua cái phần là máy điện không đồng bộ, động cơ không đồng bộ ha. Thì lát nữa thầy sẽ đăng cái video lên, mấy em coi tiếp cái video máy điện không đồng bộ để mai học ha. Mai thì tại vì cái tài khoản này bản quyền, nhưng mà ngày mai lại có giáo viên khác sử dụng rồi, nên là không, lớp mình mai lại thì phải học cái kiểu 40 phút ra rồi vô lại ha. Thì mai thì mấy em sẽ online theo cái tài khoản cũ, để thầy lát nữa thầy cũng đăng lại cái ID lại ha. Thì mai mình sẽ lên online theo cái tài khoản cũ. Ồ, thầy thầy sau thầy có đăng video bài giảng này lên cả Zoom không ạ? Có bài này lát nữa thầy sẽ đăng cái bài giảng bữa nay ha, thầy đăng lên rồi lát thầy đăng luôn cái video cho ngày mai nữa nha. Ngày mai mình sẽ học cái bài về máy điện không đồng bộ. Vâng ạ. Bài giảng này lát nữa thầy render lại thầy sẽ đăng lên. Nếu có thắc mắc gì thì mấy em hỏi ha, còn không thì chờ xíu thời điểm danh rồi nghỉ. Rồi, thì tạm thời thì tắt cái xe. À mấy em, mấy bạn đăng nhập vào cái này thì lấy tên đúng tên thật của mình nha. Thầy có bạn đặt tên là Hom thì thầy không biết là Hom là ai á. Sau này điểm danh là ráng chịu nha. Đặt tên là để là Hom thì thầy không biết là ai đâu. Em lưu ý cái thiết bị mình đăng nhập mình coi cái tên mình đúng không nha. Em đăng nhập sai tên nhiều khi bữa sau thầy không có chơi room ha. Bạn tên Hom là bạn nào vậy? Có biết mình là tên Hom không? Chúng em xong rồi. Con thử bạn Hom là tên là cái gì sao lại? Có bạn tên Remy nữa nè. Remy thì thầy đâu biết là ai đâu. Đứa tên này sao thầy biết được. Remy ồn ào rồi nè. Thôi nếu không có gì nữa thì mình có thể nghỉ nha.
Bye thầy.